Niệm Chọc xin chào các bạn nha. Buổi chiều ngày hôm nay thì rảnh quá cho nên là anh em là mới lượn lờ chơi đó, sẵn dịp thì tâm sự chia sẻ với các bạn luôn, chứ bữa nay là không có quảng cáo giới thiệu xe gì hết trơn nha đó. Thì Niệm cũng xin tâm sự chia sẻ luôn và nhắn gửi với một số anh em tài xế chủ mà cửa hàng hay không, công ty rồi cơ sở xí nghiệp, chủ nhà xe là đang có ý định mua xe tải nhưng mà anh em là chờ chờ cho xe nó rớt đời giảm giá đó là để mà mua, nhưng mà anh em quên một điều, thấy không, anh em chờ như vậy là cái thiệt thòi của anh em khách hàng rất là lớn. Anh em chỉ nhìn ở cái cấp độ đơn giản, thấy không, cái mức nhỏ của nó, nhưng mà không có nghĩ đến vấn đề là nó lớn hơn, vấn đề nó sâu xa hơn. Ví dụ như anh em chờ cho nó rớt đời đi đó, một cái chiếc xe nó rớt đời thì giỏi lắm nó giảm giá chừng khoảng 20-30 triệu đó, nhưng mà cái thiệt hại kinh tế vô cùng to lớn đó. Cái thiệt hại kinh tế ở đây nó có thể là nhiều hơn là cái số tiền mà anh em chờ mua cái giá xe, không? Đợi cái giá xe mà nó giảm đó, cái kiểu mà rớt đời đó. Và em cũng xin nhắc nhở là anh em lưu ý một điều là xe tải nó không giống như xe hơi đó. Là xe hơi thì mình mua xe để mình xe xua chân diện đó, để hưởng thụ rồi để khoe luôn đó, khoe là tôi là có tiền, thấy không, tôi sắm xe hơi đó. Cho nên xe hơi thì nó mang cái tính là hơi chân diện nè, hơi bon chen đua rồi xe xua đó, cho nên là xe rớt đời sẽ giảm giá thế này thế kia đâu đó, rồi đợi là xe hơi nhập khẩu thuế 0% nữa nhưng mà xe tải thì ngược lại, là xe tải là cái phương tiện dùng để là kinh doanh vận chuyển hàng hóa, để vận tải đó, để kiếm tiền chở hàng và lụm gạo thôi không giống như là xe hơi, thấy không? Cho nên ví dụ như anh em mua xe tải, cái niên hạn của cái chiếc xe tải là sử dụng 25 năm đó, mà thậm chí là không ai mà xài một cái chiếc xe mà xài hoài tới 25 năm đâu, kể cả là xe tốt, xe chất lượng cỡ nào đi nữa, thấy không, xài chừng mười mấy 20 năm là anh em là bán rồi, là đổi xe đó, bán đổi xe, mua xe mới, mua xe tải lớn hơn đó. Đó là cái đặc thù của xe tải. Và anh em đợi mua cái xe rớt đời có 20-30 triệu thôi, thấy không, giảm có vậy thôi, mà trong khi đó là cái tháng Tết nè, nếu như anh em biết cài một tháng thôi dư cái con số đó luôn, thấy không, hơn cái đó nữa 50-60 triệu bỏ túi khỏe đó. Và đặc biệt một điều mà anh em lưu ý nha, có một số dòng xe tải là nó chẳng những không giảm giá, thấy không, mà cái giá nó còn bị đẩy lên cao do là nó hết hàng đó. Cho nên anh em mà muốn chờ mua xe rớt đời giảm giá là coi chừng nó là một điều sai lầm đó. Có một số xe là hiện tại là Niềm đang biết là nó gần hết xe rồi, cho nên cái giá của nó là nó tăng lên, thấy không, tăng vọt lên 20 triệu, đó là chuyện đương nhiên thôi, quy luật mà, cái gì càng ít thì nó càng có giá trị à, và nó càng đắt. Rồi buổi chiều hôm nay thì rảnh quá, chạy vòng vòng chơi vậy thôi chứ không có quảng cáo xe, thôi giờ đi chơi nghe các bạn. Xuống máy tài ơi. Buổi chiều hôm nay thì mời các bạn là tham quan trồng trọt chăn nuôi nha. Đó, đây con gà nè, gà tre, thấy không, gà này là của thằng em nó ở Bến Tre đó, ở Bến Tre đó nó gửi cho anh em đó, để coi thử coi dãy thôi coi nha, nó nói gà mẻ gà gì đây không biết, mẻ này mẻ gì đây, đây con gà mẻ mà mẻ này mẻ gì đây.
Đây nè. Trời ơi con gà mẻ. Coi dãy nó luôn nha. Rồi à, con gà thấy không, dãy nổi hai hàng luôn. Thấy không, coi coi này, gà mẻ gì đây à, thấy chưa, gà tơ quá mà, thấy không, nó gà mẻ, mẻ này mẻ gì thấy. Gà gì thấy sụi lơ mà mẻ gì này, chắc cơm mẻ quá. Đó, gửi thằng em ở Bến Tre nó gửi lên, nói anh Niệm ơi gửi cho anh gà Tết anh coi, anh sủ quẻ không, anh bói cái quẻ đầu năm cái kiểu này đi, mẻ này mẻ chắc cơm mẻ quá. Nấu cơm mẻ hay là nấu lá giang đó luôn á. Đây đây đây, coi thử coi nó, đây vô đây. Ê, coi thử coi nó chịu cái món nào nha, chịu cái món nào cho nó mà vô nồi cơm mẻ luôn. Đây đây là nó có rừng. Cái món mà đơn giản nhất là gà kho gừng. Gà kho gừng đó, gừng đó. Rồi giờ đây coi coi nó chịu nào đây. Ê, mày chịu hành không hả? Chịu hành thì mày mổ cộng hành cái đi. Nó mổ cộng hành cái là cho nó hành gà hấp hành luôn nha các bạn. Đây rồi, không chịu cái này rồi. Rồi vô đây, vô đây. Rồi đây 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 đây, đây là khổ qua rừng ha, khổ qua rừng. Cái trái nó rất là nhỏ nha, cái này thì ăn nó rất là đắng. Cái này là ăn rất là đắng. Cái lá cái đọt nó là nấu lẩu ăn, nấu canh chua không, hoặc là luộc ăn rất là mát nha. Nó hơi đắng nhưng mà nó ngon không, ai ăn được vị đắng thì ăn này rất là ngon. Trái này nhỏ xíu à. Rồi đây 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 đây, đây có bụi xả đây. Gà gà hầm xả. Đây có bụi xả nè. Con này thì dài cộng là bỏ vô là có mùi xả là được rồi. Gà hầm xả. Rồi mùi xả đưa vô mùi xả cái mặt này chù u. Rồi ra đây. Đây đây đây, đu đủ đây. Đây là cho nó mổ vô trái đu đủ đây. Gà kho đu đủ, gà hầm đu đủ luôn. À, chịu không? Chịu không mày? Thôi nó buồn quá rồi. Đem nó trả lại các bạn ơi, giỡn cho các bạn vui vậy thôi chứ hai con gà, công tình là có hai con gà không, nhìn thấy cưng về đây mà làm sao mà nỡ ăn thịt nó, ăn rồi còn con bỏ nó buồn rồi sao. À đó, giờ ăn nó còn con này bỏ nó buồn, thôi thả nó vô lại đi để cho nó mà đẻ ra bày gà con. Đó không, bỏ vô lại cái tươi gói phơi phới. Rồi đi vòng nghe các bạn. Đây con chó nó rất là khôn nha, ban đêm mình đi về một cái là ở xa là nó nghe tiếng động của mình là nó biết. Buổi chiều thường thường nó đi ra cái xe. Rồi đi đâu rồi, đi chơi rồi. Đây 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 đây, đây ra đây chơi nè. Đây giới thiệu con chó luôn, con Lulu đó, các bạn thấy không, đã không đó. Rồi đứng dậy chơi. Đây con này là Niềm không, đi đi đâu về một cái là nó rất là mừng nha, nó chạy theo liền, vừa chạy xe về là nó chạy ra, nó chạy ra nó mừng không, mừng đang kiếm đồ ăn đó. Nghe không, đã không, con chó cái đuôi đây đây, thường ngày là giới thiệu xe quảng cáo xe rồi giờ giới thiệu con chó luôn. Cái đuôi nó ngã về bên tay trái không, cái đuôi con chó là nó cong lên và nó ngã về bên tay trái. À, các bạn mà gặp con chó như vậy không, xin ai cho là nuôi liền, rất là khôn đó. Cái đuôi nó ngã về bên trái đó.
Con này là nó nhõng nhẽo, rồi cà nanh là số 1 luôn, thấy không? À, được cái là rất là khôn nha, thấy không? À, nhõng nhẽo kìa, thấy không? À, giữ nhà là vô địch. Đó. Đuôi ngã về bên trái, ha. Rồi. À, chiều chiều cái là rảnh rảnh là đi uống cà phê dẫn nó theo. Ở Sài Gòn là ít bạn bè lắm, chơi đi uống cà phê. Dẫn chó đi uống cà phê, ha. À, bắt trước những cái em hot girl á. À, những em mà tiểu thư sảnh xẻ chảnh trẻ đó là gu thời trang, là đi đâu là dẫn chó theo, dẫn động vật theo. Thì mua xe không mà chậm trễ, không có dứt khoát, không là tác hại, tai hại của nó là vô cùng to lớn nha các bạn. Trường hợp này là có một anh không đã gọi điện là khóc than kể lể với Niềm rồi. Ơi Niềm ơi, trời ơi, anh không có nghe lời cưng. Bây giờ nè, bây giờ anh ăn cũng không được nữa, ăn uống giờ khó quá, giờ hấp cháo mà. Hỏi sao vậy anh? Thì anh mới nói là do là mua xe chậm trễ đó. Là sao? Tại vì hai vợ chồng là buôn bán rau củ quả, thấy không? Bà vợ là thuê cái sạp bán rau củ quả trong chợ đó. Rồi ông chồng là cũng chạy xe tải cho người ta đó, chạy xe tải có kinh nghiệm rồi, có vốn có tiền rồi, bây giờ là muốn mua cái xe đó. Nhưng mà ông chồng là đợi cho cái xe nó qua Tết, thấy không, cho nó rớt đời, cho nó giảm giá, đợi vậy đó mới mua đó. Rồi bữa đó là điều xe không có, thấy không, đụng cái là mất dịch mất ôn vậy đó. Là tài xế nó bệnh, rồi vợ ốm, con đau, xe hư, không rồi kiếm xe khác đồ không có, rồi xe nó hứa lèo, chậm trễ, làm hại là bà vợ bán rau củ quả, rồi ba cái bông hoa nữa, bông hoa mà Đà Lạt đồ nữa, hoa để trưng để cúng nữa, rồi ra củ quả. À, mấy cái đó nó chậm một cái thôi là tổn thất kinh khủng nha. Rau củ quả thì nó hư, nó úng, nó dập, không, nó thối, rồi làm sao. Rồi bông hoa cũng vậy, nó héo, nó dập, nó bán đâu có được đâu. Làm hết ba lần y chang như vậy, mỗi lần là gần 20 triệu, ba lần là 60 triệu, thấy không. Rồi đó, thấy tác hại ghê chưa. Rồi chiều lại hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm, không, con vợ đang bực mình đó. Đó, thằng chồng thì mặt mày nhăn nhăn, con vợ bực mình, con vợ cằn nhằn cỡ nhỡ hai vợ chồng cười cãi. Con vợ nó cầm cái giá ăn canh đó, nó gõ thằng chồng sưng cái mỏ, dập môi xịt máu, giận quá. Nhưng mà vợ mình thì không lẽ làm sao, giờ không lẽ giờ đánh lại vợ mình. Thôi ngậm bồ hòn chịu đựng, bây giờ là sưng cái mỏ, thấy không, mẻ cái răng luôn, ăn cơm không được. Rồi sáng ngày ra mua cháo không à, ăn cháo, rồi uống sữa với ăn cháo dinh dưỡng. Bởi vì mua xe chậm trễ là tác hại to lớn lắm nghe các bạn. Anh nào mà có vợ là nhớ đề phòng nha. Rồi thấy không, chốt lại là buổi chiều hôm nay là rảnh quá, không có gì làm thì chơi với chó, chơi với gà, thì chạy xe vòng vòng chơi vậy thôi. Chiều nay thì tắm rửa rồi đi ăn, đi uống cà phê, đơn giản vậy thôi, không, cuộc sống mà suy nghĩ đơn giản thôi, cần chi mà phải phức tạp. Rồi anh em nào có mua xe ủng hộ Niệm, không, gọi điện thoại cho Niệm, số điện thoại là 0938845720, không. Rồi đừng có đợi mà xe mà rớt đợi chi nha, đợi là cái Tết là chúng ta mất biết bao nhiêu tiền, thấy không? Đó, chưa nói là xe mà ngay cái những dòng xe hot đó, xe whip đó, xe mà chất lượng tốt người ta xài rồi đó, thì nó sẽ lên giá nữa nha các bạn. Rồi xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại những video clip tiếp theo.